Gì? Chào ngày mới, chúa tể các loài lươn. Cật nhả, cật nhả. Này, uống nước mía đi. Nghe bảo nhá, uống nước mía nhiều ấy là nước ối trong veo ấy. Mồm cái mồm cái mồm. Cả chợ biết lột ra. Uống đi. Không biết cái gì, tính tướng. Sao? Ai bảo nước mía? Chứ nước gì? Nước dừa. Nước dừa? Đi mua quả dừa về đây. Thằng này đi vác luôn một buồng. Ai? Gì nữa? Dặn thế nào rồi? Trời hôm nay nóng quá chị Hòa nhỉ? Tôi thấy cũng mát mà. Mời chị uống cốc nước. Thôi, anh mua thì anh cứ uống đi. Cảm ơn. Tôi không uống. Chị Hòa này, chị cho tôi cảm ơn chị vì chị đã quan tâm đến cái món nợ của thằng Thành. Tôi đã giúp được gì đâu? Thế cũng là quan tâm giúp đỡ, là mở lòng rồi chị ạ. Thôi thì chị không mở lời thì tôi xin mở lời. Chị cho tôi xin lỗi chị. Vì dù sao ấy, tôi cũng vẫn phải làm việc ở đây. Tôi cũng không xa rời khỏi cái chợ này được. Chị cũng vậy nhỉ. Đúng là cũng không ai làm ăn một mình được. Vâng. Chủ cũng cần tớ. Mà tớ thì cũng không thiếu chủ được. Nhân đây tôi cũng xin lỗi anh. Có nhiều khi tôi cũng không nên không phải như bố con anh. Rồi. Mọi chuyện hôm nay coi như là cho qua. Coi như xí xóa chị nhá. Đấy, mình ôm làm gì trong lòng cho nó dặm bộ chị nhở. Đấy, mở lòng ra cái là người nó nhẹ phênh đấy chị nhở. Mời chị uống nước. Chị uống nước đi. Nào, mời chị. Vâng. Thế tôi cảm ơn anh. Vâng. Ê, Lươn Lươn. Nào, thấy anh mày sống bao dung độ lượng không? Hết được chấm không? Mồm, cái kìa, để anh mình mở mồm nhờ chị Hòa tí đã. Này, cái gì đấy? Vay tiền trả nợ cho con này. Chị Hòa, tôi nhờ chị canh thật kỹ cái con Luyến Lươn này giúp tôi, không cho nó làm việc nặng gì cả. Có việc nặng chị cứ gọi thằng này một tiếng, thằng này ra làm, không công cám gì cả, free từ trái tim luôn. Gì? Tôi biết rồi. Cái đấy anh không phải dặn. Chị biết gì không? Hai anh chị mặt ngây thơ vô số tội. Ông Lưu ông chém ngoài chợ rồi. Ông vỗ ngực ông bảo là lưu nát, chốt phát, ăn luôn. Thằng lưu manh này, đứng dậy.